Christmas. You really want to stay indoors? Don't go outside. We don't know. Time was broken. Working out of sync. The city was in a state of chaos. The end of time was closing in. And you still believed you could fix it? The solution was inside Monarch Tower. The countermeasure. The CFR, as Monarch knew it. The key to the lifeboat protocol. Monarch's survival plan. But that didn't seem to matter to you. I had a better plan. Okay, then. Này có cái súng mà. Má cái con tàu này cứ giật nhìn ghê bả trưởng. Ui quái gì vậy? Này đâu ra vậy? Nó chạy đâu mày? Nó thanh niên chạy nữa kìa. Ủa có hai thằng luôn hả ghê vậy? Má một thằng đã gục, còn một thằng nữa. Mấy cái đồng nó lên cao quá, bự quá, khó bắn quá. Chết nha em. Đổi xuống này mới được. Wow 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 wow. Thằng này nó không có khả năng chống đối thời gian được rồi. Cái gì cũng có nhưng mà không nhiều. Đó, chết liền. Làm sao mà đỡ được. Đưa một phát quá đẹp. Quá ra thẳng đằng sau bên lưng mình luôn. Đấy, kinh vãi. Live machine gun, ok. Có đi sai. Ê, còn nữa nè. Đó, chết em. Phải nhắm mấy đầu thì tiện thôi, chứ ta đỡ phải bắn nhiều. Wow. Wow, ok. Và có vẻ như tụi này chết hết rồi chưa ta? Đụm súng ra. Bạn ở gì còn thằng. Đổi súng ra. Còn 15 viên ít vậy. Gì góc nhìn nó tự nhiên thay đổi ta. Ơi, thằng này không phải dạng đùa. Nó thuộc thể loại gì rồi, má đâu rồi. Nguyên chạy lẹo quá. Đưa lấy đạn ra, nhưng chỗ này có đồ đạn nè. Lấy cái sạc dân đi. Thằng này có vẻ như là nó là dừng thời gian nó lại, nó không vẫn không bị gì hết. À, nó có siêu. Đi bật cái này coi. Không xin nhê luôn, quá tập quá. Ủa sao nàng này giờ làm sao giết nó ta? Không xin nhê về kiểu này luôn ta. Kỳ vậy ta. Đù, má cuối cùng giết được. Đó, xong rồi đó. Giờ thí nghĩ chúng ta nên lụm một cái đạn súng khác nha. Lụm ra cái súng này. Mình thích cái súng này hơn. Đó. Súng này dù sao nó vẫn còn nhiều đạn hơn. Lắp đèn nó ra. Giờ phải tìm cái ông Paul. Vấn đề là ổng nó nằm ở đâu này nè. Giải quyết một lần này cho xong. Charlie. Đi qua được không ta? Không qua được. Mấy cái cửa kính rồi, phải làm cách nào đó. Chắc cửa chuẩn bị mở liền vậy gì? Very cute. Chúng ta phải vào cái phòng văn phòng của ông đó. Nó ông tại vì ông đó có quyền truy cập tất cả mọi thứ. Ok. Giờ cửa mở nè. Ok, lên thôi, lên ơi. Wow. Máy đập đạn nữa hả trời.
đù ảo vãi. Nó nhìn là tục quá. Cái file nãy nhìn tục quá. Té tăng vô tường luôn á. Nên mình nghĩ chắc ở đây đúng rồi. Có một chỗ này thôi. Thì mình chỉnh lại cái coi. Em mà xí thử coi. Low không biết. Thấy này nó khó bấm quá đi thôi. I was getting closer to the countermeasure. Burst fire pistol. Nhưng mà dùng em mà xí thì nó auto aim đỡ hơn cái tiếng hú này khó bắn quá. Súng này à? Thì là nó muốn thích súng này lắm cho lắm. Ok. Con này chết đi bay tục quá ta. À, đạp body nữa coi. Coi là chúng ta gần tới rồi. Chắc cũng tầng bao nhiêu thôi chứ không xa lắm. Mình chỗ này làm đẹp ghê chứ. Distributed. Có quảng cáo cho cả Nissan nữa cơ. Quảng cáo cho xe. Thằng kia nó vậy nó bay được ta. Có gì đó không ổn. Mượn súng lục này luôn đi. Cho đảm bảo thôi. Those men died fighting something. Died fighting something that live outside of time. Cái này là nó không, nó mấy này không có khả năng dừng thời gian lại nữa, mặc dù là nó có bộ giáp nhưng mà nó không hoạt động được hay sao á. Bàn này chết tức tưởi luôn ha. Má chết đúng đầu vô cửa kính mà quay ngược rồi xuống dưới nữa. Đấy, tội quá. Thôi một like mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua được chỗ này rồi. Wow 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 wow. Con này bắn nó không ta? Sao tụi nó có vẻ giống như là đang chờ đợi cái gì đang gì đó rồi. Cho nên là bắn là tại nó tiết kiệm đạn thôi. Đó, tiết kiệm đạn mức tối đa. Wow 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 wow, thể loại mới. Wow wow wow. Còn hai ba thằng nữa. Này giống như em block vậy. Chết đi mày, chết đi mày. Còn thanh niên kia nữa. Bày đặt phóng nhanh vượt ẩu á mày. Bày đặt mày. Bắn nó rớt xuyên tường luôn rồi. Còn một thằng nữa. Bày đặt chui đây mày. Đù, quá đẹp. Pha này quá đẹp. Nhưng mà mình còn khoảng 6 viên đạn đi lộn thêm nè. What the fuck is that? Wow, đéo ổn rồi. Cái thể loại này cái gì vậy? Mấy thằng này là thằng boss rồi. Không phải. Ồ chết mẹ, đây phải boss thường nữa. Chết cho nó. Những hai con cùng một lúc luôn á trời. Má căng não vậy. Má căng não quá. Đạn nằm đâu trời. Ở đây, đây có cái shotgun, Sao có 10 viên vậy? Ủa bắn sao được hai thằng cùng lúc trời. Trời, coi rồi. Ồ có mấy thanh niên kìa. Phải lẻn là sau lưng nó. Đó bắn được một em. Wow, trốn. Take cover. Bắn được một đứa rồi. Là kiểu như đã bắn được một lần rồi, cái thằng này phải như 3-4 lần mới chết. Để hồi skill lại cái. Wow, chạy, hình như dính nó một phát rồi đó. Ồ, và thằng này các bạn nó không xi nhê với cái đam này lắm. Đồ, nhưng mà cuối cùng giết được một thằng, hay quá. Đứng gần nó thì cũng có vấn đề đó, nhưng mà cũng giết được một thằng. Còn một em nữa. Em này thì có vẻ căng hơn một tí. Wow. Hôm qua mấy thằng này nó phải dễ.
Wow. Trong khi là nhớ tụi này bắn ghê quá. Đó, một phát rồi đó. Giờ phải làm thêm một phát nữa. Nói làm liều. Đó, mình chơi càng lúc càng liều. Đù. Khó đó. Mà nó nhắm sẵn luôn á, trời ơi. Đi đường vòng mới được. À, một thằng giết được mà sẵn lẽ không hai thằng giết không được sao? Wow, lộn địa chỉ rồi, Ủa, đạn nó dừng lại luôn rồi. Wow. Vẫn không xin nha, bắn hộp rồi. Wow. Dính chưa ta? Dính chưa, hình như chưa, vẫn chưa. Nhưng mà mình còn khoảng 4 viên á, làm ăn được cái gì thì làm. Dính giùm em cái đi, trời ơi. Nó bật shield lên thì chúng ta được thêm một tí máu nữa, kiểu nó hồi ngay lập tức luôn á. Ôi giời, nó đứng lại kìa. Wow, không phải cách này. Ok. Cái lưng mày đâu rồi? Ok, chạy. Trời ơi. Né tiếp, chúng ta còn khoảng 2 viên để xử thằng này. Hơi khó đó. Ủa, đã bắn rồi, trời ơi. Má, kinh vãi. Không phải dàn vừa đâu. Wow. Chúng ta phải đi vòng đằng sau lưng đó. Chính xác là vậy, má, hay quá. Break all the toys, hai thằng cũng như không thôi. Anh mày cân hết, nhưng mà vấn đề là mình cần tìm đạn. Đạn ơi. Hết đạn rồi, hay đổi súng, giục luôn cái súng này quá. Chứ bó tay rồi, đạn không có nhiều mà bắn nữa mình bó tay. Má, cái cây này còn tệ hơn cái này nữa. Ít là cây này còn được một viên thôi. Ok, cái này chết tức tưởi rồi. Mẹ, bị bắn mà dừng thời gian là có nghĩa không có đường về luôn rồi. Kẹt giữa không chung thời gian là không biết đường sống hay chết nữa nè. Thà chết được một cái cũng đỡ, chứ mà chết mà kẹt trong thời gian kiểu này là bó tay. Thôi ai cứu luôn. Quên đâu, hình như có upgrade giùm ta. Upgrade đáng là phải có upgrade chứ, chúng ta có, bao nhiêu cái upgrade ta? Chúng ta có 2 điểm upgrade nè. Increase time stop. Chúng ta làm dừng thời gian lâu hơn tí, cho phép chúng ta có thể lại gì? Long up to 3 time stop. Mấy, nhưng mà phải nhiều cái quá, nhiều điểm quá. Time dodge. Mình thích cái time dodge hơn, maximum focus. Last even longer. 3 times in a row. Dùng cái này được đó chứ. Nó làm được nhiều lần liên tiếp luôn. Nhưng mà mình còn 20 điểm mà. Ủa sao mình có 2 điểm mà ta? Mình phải tìm ba cái Chronos Rodon Source thì mới upgrade được. Hơi căng đó. Nói chung thì Time Stop mình dùng thì cũng nhiều, mà mình cũng không cần thiết cho lắm, tại mình bắn nó chết luôn rồi. Mình thích cái Time Dodge hơn. Time Dodge đi. Còn 4 điểm. What the fuck? Còn 4 điểm là hơi gì ghê vậy? Time Shield Recovery nhanh hơn nè. Được á, này đi. Cần thiết hơn. Ok, xong chúng ta qua khúc này rồi. Mình thích cái vụ Time Dodge thiệt, nhưng mà đù, có vẻ nhanh hơn một tí rồi. Tiếp tục đi con đường đi tìm cái văn phòng của ông Serene Paul. Mở cửa đi. Cái thằng Charlie Wincott nó giúp mình ở mình. Các bạn nhớ, nó nhận ra cái sai của nó rồi. Nếu như mình có thể upgrade cái kia lên tới 3 cái thì hay biết mấy. Mà phải tìm cái Ronon Sword thì mình mới upgrade được. Mở cái súng coi. Sao mình không coi súng mình được ta?
Ok, và có cái gì là có gì là chuyện gì đó đang xảy ra ở đây mà vậy như tụi này nó bị bắn tù lum la kiểu không đỡ được. Hôm nay thì chết chắc tức tưởi rồi, mặc dù có bộ đồ thời gian mà cũng không làm được gì nhiều. Con này thì đâm đầu hẳn vô góc vô cửa luôn, vỡ đầu, vỡ mẹ nó đầu. Và họ có thêm một công cụ máy thời gian ở đây nữa. They brought the university car. This is Paul machine. Đây là cái máy riêng của ông Paul. Chết mẹ rồi. Cái đó là một cái vấn đề ngoài tầm kiểm soát nữa rồi. Làm sao đây? Giờ tôi phải đi tìm. Nói chung là chúng ta vẫn phải đi tìm cái văn phòng của ông. Phải có cũng chứ sau giờ có cách à. Mà được cái vui cái là nãy giờ con được coi phim 3D 4D mấy thằng này chết nhìn tục quá. Nhìn mắc cười thì chứ. Ok, nãy là cái gì vậy? Hình như chúng ta hết dừng thời gian lại được rồi. Chết rồi, bình thường là hết rồi. Mấy này gục hết rồi. Má chết nằm lăn lá các bạn ạ. Đi rồi rồi. Má nhìn mắc cười thiệt chứ. Ok, và đây bên này mới đúng. Để chân sáo đi nào. Đi, ok. Có lẽ chúng ta cũng gần tìm được cái văn phòng của ổng. Hình như mình nghĩ là văn phòng của ổng phía bên kia thôi. Không biết phải vậy hay không, nhưng mà mình nghĩ là vậy thôi. Bây giờ mình vẫn chưa đổi được cái súng nữa. Hey, fire away to scenery office. Chỉ có cách này thôi, đợi thằng Charlie nó mở ra thôi. Chính xác gặp vậy. Untitled Not Narrative Objects Found. Còn gì mà mình bỏ sót nữa không ta? This alarm went off. Is that you skulking around, Jack? Fuck you. I'm done playing games. I'm here for what you stole. Yes, of course. The CFR. If you understood just how much depended on that, you'd leave it alone. But I know you don't care. You're right. I don't. And it looks like you're not here to stop me. Yes. Yes, everything will play out as it has to play out. I'll see you very soon, Jack. I'm done dancing your tune, you crazy bastard. Oh, và bây giờ ông này cũng có sẵn một cái một cái tầng hầm bí mật của ổng luôn. Có vẻ như là Bose không sử dụng cái đó nữa, hay là như đó mà mình chọc rồi đó, không sử dụng nữa. Và có vẻ như là ổng chọn một cách khác rồi. Ok, 2022 luôn hả? Má gì sao quá vậy? Tới đó mình không phải, hiện tại là chắc không phải tới đó đâu. Có thể là đi nhanh hơn một tí được không trời? Lò lò đổi màu sắc nhìn tục quá ba. Súng đạn gì đầy đủ hết chưa? Lấy hết cho full đi. Đây súng nhiều mà ngu gì không lấy. Thấy bên trong là thấy ảo rồi đó. Đó nè. Đó. Mày chạy đi đâu? Một em đi nè. Nó sạch trên đi.
Headshot. Một em đã gục rồi. Hello. Một phát ngay đầu quá đẹp luôn. Còn slow motion nữa chứ. Má nhìn tục ra. Còn mày nữa, mày muốn chết không? Không thì you're Charlie. Yeah, let me get this door open. À này Charlie hồi nãy nó trong phần cutscene mà các bạn coi á là nó đã lấy bộ đồ rồi, cho nên mình không bắn nó. Hèn chi vào tụi này nó dí thằng này. Secure the countermeasure. Ok, chứ phải bảo đảm cái countermeasure, lấy cái cục gì trong cái cục gì đâu rồi. Cái cục mà gì á, mà cái ông gì đen đen hồi nãy lấy á. Đúng rồi, cục đây nè. Thì phải cần phải lấy cái cục này. It took 11 years for Will to build the countermeasure. Beth died for it. And I knew it could fix the fracture. This fucking thing. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã lấy được cái cục này. Cục này là của Will, là của anh trai nó, cho nên chắc mình nghĩ là cái này nó phải đáng giá gì đó. University time machine. We got the core here. Beth đã hy sinh vì chúng ta rồi, cho nên mình nghĩ là phải có cái gì đó đáng giá chứ. Beth không thể nào chết như vậy được. Mình hoàn toàn là không muốn Beth chết. Và cái cảnh tượng mà mình thấy là một cái viên đạn xuyên qua đầu Beth. Má, không còn gì để nói. Quá buồn. Nhưng mà mình không mong là cái kết cục nó sẽ như vậy. Và mình cũng chưa có coi spoiler này nọ nhiều, cho nên mình cũng không dám chắc là cái cục nó sẽ ra như thế nào. Đó, cho nên mình vẫn mong là sẽ có phép màu gì đó đến, hoặc có khả năng đi ngược lại thời gian để sửa tất cả mọi thứ, hoặc chỉ cần đơn giản giết Paul từ lúc mà khi ổng mở tất cả cái chuyện này ra thì có lẽ mọi chuyện nó sẽ không như bây giờ. Và như mấy bộ phim cánh bướm đó, nếu mà chúng ta xóa mọi thứ và làm lại từ đầu thì có lẽ chúng ta không quen biết nhau, nhưng mà ít ra thì chúng ta vẫn sống sót. Hay mẹ mình mà sống sót, nếu mà mình sống sót qua chỗ này mà bếp biết mình thì chắc là giờ chứ cũng sau đó với mình cầu hôn nó luôn quá. Mình cũng thấy tội rồi cái việc mà cái con nhỏ mà trong cái phần cutscene Lipo Protocol, thằng con nhỏ Emily á, mình chứ không bị còn tập 4 thì mình thấy cũng khó hiểu tại sao là nhỏ này nó lại không có chút cái cảm xúc gì nào khi mà chồng nó chết trước mặt nó mà không gì, nó không có một tí cảm xúc gì, mình thấy cũng là lạ. Nếu bạn nào coi phần hồi nãy các bạn cũng sẽ thấy rõ, thấy lạ chứ. Activate the machine. Mình nghĩ là tụi nó sẽ chèn vào đây, tại vì mình thấy có những người bạn hay gây cháy nổ luôn nè. Đảm bảo là phải có địch thôi. This should do it. Và nếu mà mình giết xong cái đám đó thì chắc có lẽ là chính xác rồi. Má biết ngay. Để đổi cái súng shotgun bắn không tới. Đó, bắn tao này. Wow, tự nhiên đang đứng, thấy thằng kia đứng ở sau lưng mình, ghê thiệt. Cái mày này lẹ ghê luôn á. Không phải dạng đùa. Ok. Phóng thẳng tới trong đây luôn. Mày này chịu chơi thì. Chịu chơi hỉ. Ôi bắn cái đầu nãy mà không chết mày. Má nhây thiệt. Những thanh niên này thuộc lại quá dị rồi, bắn cái đầu không chết. Quái thị, quái dị thiệt. Wow, phóng cái tên lửa vậy. Thì xử thằng sniper này cái đây. Chết đi mày. Đó, giờ chúng ta còn khoảng thằng này nè. Đó, chạy đâu mày. Đồ phóng ngược ra đằng sau mới tục chứ. Này thì bắn lại gần tao. Cảm ơn nha. Đang hết đạn tự nhiên có mấy này cho đạn cũng tiện ghê á. Còn thằng túc bên kia nữa kìa. Cái này thôi cái loại gì vậy? Ủa, nó có hoạt động vậy? Sợ là mình lại gần cái hoạt động cái thấy mẹ nữa. Ủa sao sniper này vẫn còn sống thấy đéo nè.
Wow, 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 sao vẫn còn thằng ở đây nữa? Tục gì? Nó lên tưởng mà xử hết rồi chứ. Mày nghĩ mày chạy ra đâu? Mày nghĩ mày chạy ra đâu? Cảm ơn vì súng nha, đạn nha. Mà đang hết đạn cái con này cho tốt bụng thiệt. Wow, cái quái gì vậy? Wow, 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 nó tăng độ khó vô game hay sao á? Tục thiệt chứ. Cái thời gian nó quay trở lại bình thường rồi. Lập tức là tụi này nó cũng vô nè. Ê, ê. Nhưng mà mấy thằng này là người bình thường thôi, không có năng lực đặc biệt cho nên không sao cả. Mình phải lấy cái shotgun thôi. Đó, mày bắn tao mày. Bắn tao mày. Đó, chết ngay. Sao cái thằng sniper này dai ghê luôn á. Sao có cái nút nào mà nó ủa sao thằng này còn sống hay vậy? À, cái thợ là đặc biệt nữa hả? Dùng shield á kiểu. Mà không xin nhờ chúng ta phải đợi nó tắt cái shield ra. Có cái cách nào đó nha. Đó chết rồi đó. Có lẽ cái shield đó nó vẫn dính đam như thường. Nếu như chúng ta vẫn bắn nó mọi người đó, nó vẫn gây thiệt hại. Ok, hết đạn rồi. Ơ sao thằng này còn sống thế đéo nữa. Để từ từ nha. Thằng sniper đâu rồi? Đang tính chữ một phát không thấy sniper nữa. Thấy thằng nó xuất hiện thằng kia mới ghê chứ. Đó. Chết em. Wow wow wow. Có cái gì đó. Ờ sniper sniper. Shield 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 shield. Để hồi máu lại. Shield nó vẫn hồi máu cho mình lại được. Wow, 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 chúng ta phải bật siêu, 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 gấp, siêu, gấp. Mà, nó bắn rác gì đâu á. Mấy em đi chơi lại đó. Đây gặp sniper bắn vào để không chết rồi, còn gặp mấy thằng này nữa. Còn mỗi mình thằng này đó. Chết đi mày, trời ơi, cuối cùng cũng chết. Má, mà cái thằng này phải dầm cho nó chết đẹp nhất luôn á. Má, chứ không thể nào chết bình thường được. Không đáng. Ok, xong đạn hết rồi đó. Thế thì mình nên cầm shotgun đi hả? Hồi đạn lại cái nhẹ coi. Khu này xong rồi. Giờ vấn đề là mình phải đi đâu ta? Kích hoạt à. Về chúng ta phải quay về lúc mà thời điểm mà cái trường đại học á. Lúc mà tụi kia nó xâm chiếm trường học không mà Roblox á. Ok, anh về đây. Thằng này giờ nhìn giống như là hack game vậy mà. Ok, đạn nãy mình cũng đã full rồi. Nên các cũng không còn use the elevator. Sao nó chạy tới chỗ đây là sao? Có đi qua được. Ok. Má viên đạn bay xuyên đầu quá đẹp luôn.
Đợi tới nạp đạn cái đó. Đúng rồi, chính xác. Thì cách đó chúng ta phải dừng lại cái đám này hết. Có khi nào mà sao mình không ra phá vỡ cái máy này giống như lúc đầu mà Will đã nói á. Là Will hoàn toàn nói đúng. Là sao mình không thử phá vỡ cái đống này nữa. Thêm chuyện gì sẽ xảy ra với ông này. Ông kẹt luôn hay là ông không quay về được quá khứ được. Ông sẽ không có những cái dự định như lúc ban đầu ông nói nữa. Thì ai biết được. Và nghe nói là cái game này nó các bạn chọn nhiều cái hướng khác nhau nó sẽ ra rất là nhiều cái ending khác nhau. Nhưng mà không rõ là sẽ có bao nhiêu cái ending. Và như là hầu hết nếu mà các bạn chọn thì vẫn nó ra một cái clip ending như cũ, nhưng mà cái nội dung cuối cùng cái karma nó vẫn là khác nhau. Ôi lộn địa chỉ rồi. Wow. Để xem con nào không ta. Ủa sao nó bắn mà cái gì. Ôi ghê thế cơ. Ôi thằng này cầm những shotgun luôn mới ghê chứ. Chờ thằng nó chết rồi đó. Wow. Thể loại quái gì vậy. Này phải tặng những ba cái miếng shotgun vô cái người mới được. Đó. Này ăn không biết bao nhiêu viên đạn mới chết nữa. Wow. Chết đi má, lần này mình không chết cả con mày luôn. Má. Tưởng nó không chết thiệt chứ mà mình tạch luôn á. Ủa thời gian dừng lại tiếp rồi nè. Sao giờ dừng lại nữa rồi? Sao thời gian nó lâu lâu nó tưng tưng lên cái thời gian dừng lại. Cái này nữa nó hết cái thấy mẹ nữa. Ok. Đừng có dừng lại dưới chân nha mấy bạn. Cứ xin súng coi. Súng đế 10 viên vậy. Mấy mày này cầm quái gì súng gì có 10 viên vậy. Thôi lấy lại cái này đi. Nó ít ra cũng 30 viên. Nó tự đạn nhiều lắm. Get to the courtyard. Ok. You never tried to stop Monarch from try to stop Monarch from extracting the core. The fact that they stole it is the only reason I was able to return to the past. That logic I wanted to mess around with. Tụi này muốn lấy cái này chỉ là kiểu như là chặn thằng này quay trở về quá khứ. Không cho này quay trở về quá khứ. Get to the courtyard. Courtyard nằm đâu? À đây. Save Will, get to the courtyard. Trên đây thì có người thì tất nhiên là phải trên đây rồi. Ủa sao mày này nó chịu được lâu vậy? Đó một thằng. Còn lại đâu rồi? Mày chưa chết nữa hả? Tao cảm thấy bất ngờ đó. Má. Cái này OP đó, bắt đầu mình thích cái cây shotgun này đó. Tao cũng thấy là tao mày chưa chết. Đồ. Đó là lý do tại sao mình nên sử dụng shotgun clear area of enemies. Vẫn chưa hết đâu, vẫn còn. Ôi, thôi. Mày thằng thường mà mình cứ tưởng là thằng thế là đặc biệt gì chứ. Nghĩ sao vậy em? Đồ một phát shotgun ngay đầu mà văng người luôn. Đạn đủ rồi full rồi. Chúng ta phải dựng lại cái hiện trường mới được. Get to the courtyard. Đó, dùng siêu năng lực mà. Ây. À, có bằng cách nào đó là mình phải get to the courtyard. Đi vô bên trong bằng cách là mình bám vào cái xe này đúng không ta? Hay là mình phải đứng chặn cái cửa lại ta? Mình cũng không rõ nữa. Nó quá nhanh. Ủa mình dùng cái này sao nó không có dừng lại ta? Không rõ nữa ta, kỳ vậy ta. Hay là mình phải chui lên xe luôn ta. Khó hiểu quá nha.
phải có cái chất nào đó. Hoặc là dừng cái khu này lại được không ta? Mình không rõ cách nào mà nó thể vô bên trong, từ từ nè. Tìm hiểu cái nè. Nhanh quá. Đúng rồi, chính xác là vậy. Phải làm dừng thời gian lại chúng ta mới đi vô bên trong được. Nhưng mà có vẻ như chưa tăng độ khó cho game thiệt đó. Tại những thằng này nó đi lượn trong không gian được, không trong thời gian được. Phải tìm cách nào đó. Có cái thiết bị nổ nào đó bên đây nha. Mấy thằng kia nó có siêu luôn mà. Xử từng thằng cái đã. Mà xử mấy thằng này nó vậy mình đi stealth không được. Má chưa kịp đi stealth luôn á chứ, là bị phát hiện rồi. Mấy này kiểu như thánh luôn á chứ. Thằng này thì không phải thánh rồi. Wow 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 wow. Thằng này phải có biện pháp đặc biệt. Biện pháp trị liệu một cách đặc biệt. Chứ không thể đùng đùng mà phang vô được. Đó. Phải từng thằng, phải chơi từng thằng vậy thôi. Là lát nữa mình nghĩ mấy thằng áo đen mà mấy thằng mà không dừng thời gian được nó vẫn sống dậy chơi tiếp nè. Á nghi lắm, bố mày không tin ai cả. Dừng thời gian được nhưng mà không lâu. Thằng đó thì không có lâu. Cái vẻ như spot của mình đó nó không được sai cho lắm. Rồi vẫn spot được. Đồ, má một thằng chết. Wow wow wow, oh, quá hay. Quái gì? Chân mập rồi. Mập đâu. Tới lượt mày nè. À, này sẽ chơi. Biệt pháp đặc biệt. Wow. Wow. Mém chết. Thường là mình không chết gì cái đó mà mình chết tại chết nhảm không à. Không chết gì quái bắn mà toàn chết là do người bắn không. Đó là ông xe nổ chứ. Đù, cái này có vẻ công lực mạnh lắm nhưng mà nên tiết kiệm. Trừ những thằng bự bự ra chúng ta sẽ bắn. Đổ cái này đi. Lát nữa mình quay lại mình lấy cái sạc danh sau. Wow. Chết đi mập. Ôi. Mà tự nhiên lâu lâu cái nó hết siêu với lại đâu ra thêm thằng cái gì. Ôi cái xe này nổ rồi mà vẫn nổ được nữa hả? Má gì căng gì. Máu gần hết rồi. Wow, hên quá mình vẫn chưa chết. Má ngại ghê. Wow, súng này có vẻ dai. Bắn kinh, rất là kinh là đằng khác. Ô, trúng đâu cái đầu luôn. Dân chơi. Hình như thằng này thằng cuối rồi, tại nó bật kill cam đó luôn rồi. Loại machine gun, ta cầm shotgun đi, cái này được hơn. Shotgun được hơn, ok. Hả, còn 69 viên mới tục chứ. Rồi mình đi chỗ này.